đến một khu vực. Khu vực này bạn là khu vực gì? Đấy. Đất phải đi bọc dày vào. Đấy, đi bọc dày. Đi đây không có tí bụi nào nhé. Đi bằng cái gì chứ? Bộ. Voi trắng. Ủa, sang đây có một cái cung gì to, cung điện này. Công trình. Gỗ đó. Úi giời, nhìn này. Kinh nhỉ. Đấy, đi vào. Một công trình rất là đẹp. Chạm khắc. Đúng là Trung Quốc, cái gì cũng cho nhất hết luôn, không phải tranh giành làm gì. Trời, cổng trời ấy. Trên trời sao? Trên đỉnh. Toàn phải nghệ nhân mới làm. Sao? Người đi du lịch rất nhiều. Ai chưa được đi du lịch thì cứ xem video YouTube là cũng có thể một phần biết được. Rất là đẹp mọi người, còn nguy nga lộng lẫy hoành tráng. Đúng là Trung Quốc cái gì cũng đẹp, cái gì cũng to. Rất hoành tráng, rất đẹp, chạm khổ, chạm rất đồng đoàn đi. Xe số 2 di chuyển bên phải em ơi. Tiếp tục đi. Ra đi. Chỉ có đi và đi. Hết chỗ nọ chui sang chỗ kia vẫn đi chưa hết đâu. Đấy, cùng nhìn như là cung điện. Số 2 mình đâu ấy nhỉ? Cả đoàn nhà mình xếp thành một hàng dọc ạ. Đang xếp hàng rồi.
đang soát vé để vào. Ôi dồi, 3D à, màn hình to kinh như này. Ui, dã man chưa? Anh Trọng ơi, em kiếm chỗ nào ngồi? Ui dồi, nhìn cái quả à. Chỗ nào ngồi? Kinh khủng. Đây một quả màn hình vòng tròn. Tụt lên tí lại thay đổi cảnh tiếp ấy. Chứ là người thật đấy, những người đứng những người thật đấy, không phải tượng đâu, kiểu quá trình hình thành như vậy đó, người thật. Người thật thấy động đậy kia là người thật rồi, tí mới biểu diễn. Nó cũng giống nhau mà. Màn hình siêu to của mình. Sao họ nói cái gì đấy? Không được đứng dậy hay là sao? Đây. Có một cái màn hình gọi là cong gọi là to vật vã. Gần như vòng tròn.
như đang lưng lên này, dạ. Ảo giác á. Cây kiểu cây to khổng lồ lên à. Đấy, một cây mọc dưới đất chuẩn bị lên. Cây 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 sư phụ ngồi gốc cây đa kiểu dạng xem hệ số của mình đâu đấy, cây này đang tụt xuống. Đấy, đi ăn cơm chay mà bây giờ đã mọi người nhồi nhét nhau như những đoàn phân này sắt. Đấy, vé ăn. Đây 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 rồi. Vào phòng này ạ. Vào phòng này ạ. Vào phòng này ạ. Vào phòng này ạ. Vâng ạ. Vào phòng này luôn. Ui giời. Đây phải soát để vào. Hả? Cái giờ ăn là ngồi hay là buffet như nào em nhỉ? Đây là tự lấy rồi. Thật thế này. Thôi cứ ngồi chờ đi. Như con Nguyên. Này, đi ăn cơm buffet chay. Chưa đến lượt nên quay tí.
không có thìa nhỉ? Đồng chưa? Đây chỉ là có đồ chay thôi. Cây cối hoa, các món ăn nấu ở mua không mua chụp cái gì. Thùa sang Việt Nam đồ ăn rất nhiều các loại món. Đủ các loại món ăn. Rau rau rán, nấm. Thụt thò lên xuống. Ăn lo rồi gần đâu. Đang trên đường đi ra khỏi khu vực chùa Tượng Phật đồng lớn nhất thế giới.